chào các bạn, welcome các bạn đến với Nail Salon nhà bạn Trang. Wow, đây là video mà các bạn mong chờ từ rất là lâu đúng không? Mình biết, bởi vì là hầu hết trên tất cả những cái video của mình, video nào cũng thế, từ video review son, swatch son, review mỹ phẩm, rồi video shopping, rồi đủ các thể loại các video, thì cái comment mình nhận được nhiều nhất lúc nào cũng sẽ là comment giục mình làm những cái video về nails. Thì ok, vì yêu cầu các bạn, vì sự yêu cầu tha thiết của các bạn, tất nhiên là mình cũng muốn làm nữa. Thế nên là ngày hôm nay chúng mình sẽ có một video về làm nails. Và các bạn yêu cầu như thế rồi mà cái video này view được cứ lẹt đẹt là hờn nhắm nhá. Hơn đấy. Ok, thì ở trên Insta của mình thì mình có khảo sát với các bạn rằng là trong cái video làm nails mới của mình thì các bạn muốn mình làm theo cái style của Âu Mỹ, nó hơi kiểu ngầu ngầu một chút, hay là theo cái style của Trung Quốc, nó hơi kiểu fancy, nó hơi lộng lẫy một tí. Thì hầu hết là hơn 50% các bạn yêu cầu mình làm theo cái style của Trung Quốc. Thì ok, ngày hôm nay chúng mình sẽ có một bộ móng tay siêu fancy, siêu lộng lẫy và siêu Trung Quốc. Ok, không dùng một từ nào nữa các bạn, siêu Trung Quốc. Tức là nhìn cái bộ móng là biết luôn là kiểu style Trung Quốc luôn đó các bạn. Trước khi đi vào từng cái bước làm chi tiết của cái bộ móng này thì mình sẽ phải xin một phút để vinh danh nhà tài trợ. Xin chân thành cảm ơn From The Nails đã tài trợ sản phẩm cho chương trình này. Và From The Nails thì là một thương hiệu đến từ Hàn Quốc, chuyên sản xuất tất tần tật tất cả mọi thứ liên quan đến móng chân và móng tay. Ví dụ như là sơn móng chân này, sơn móng tay này, form nối móng này, rồi keo này, rồi phụ kiện này, tất tần tật mọi thứ nha các bạn. Và đây là những sản phẩm mà From The Nails đã gửi cho mình trong khoảng thời gian vừa rồi. Chúng mình có 40 màu sơn, trời ơi nhiều dã man mà màu nào cũng rất là đẹp nha các bạn. Ngoài ra thì chúng mình sẽ có thêm một cái hộp là cái form nối móng nữa. Như mình nói ban đầu thì From The Nails là một thương hiệu đến từ Hàn Quốc đúng không? Thế nhưng mà cũng có đại lý ở Việt Nam rồi nha các bạn. Thế nên là rất là dễ cho các bạn để các bạn có thể mua hàng và dùng thử hàng. Thì mình sẽ để tất cả những cái thông tin chi tiết của đại lý hay là thông tin liên lạc rồi tất tần tật mọi thông tin ở dưới phần mô tả hay là trên phần comment, các bạn có thể click vào để tham khảo. Ok, và bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu đi vào bước làm nails. Yeah. Đầu tiên thì mình sẽ nối cái móng tay của mình cho nó dài hơn này, thì làm móng nó mới đẹp á các bạn. Tay mình mà không có móng tay dài xấu lắm. Thì những cái cách để nối móng tay cũng như là làm như nào để nối móng ấy thì mình có lên một cái video riêng rồi. Các bạn quay trở lại video đấy để xem nếu như các bạn chưa biết cách nối móng nha. Còn trong video này thì mình sẽ skip qua cái phần đó. Và cái form móng nối mà mình sử dụng thì mình cũng lấy từ cái bộ form nối móng này của From The Nails luôn này các bạn này. Cái form của họ rất là hay nha các bạn. Cái form nó rất là cứng nhưng mà cái mặt trong này nó có cái độ nhám nhám rồi á các bạn. Thế nên là khi mà chúng mình dán lên cái móng giả thì nó sẽ có khả năng là tiếp xúc với cái keo nhiều hơn và nó sẽ dính chặt ở trên ngón tay mình hơn, nó không dễ bong á. Nối móng xong thì lấy cái buffer để mài cái mặt móng đi cho nó nhám này. Mình cũng có một cái video đã nói về những cái sản phẩm cần thiết cho các bạn nếu như các bạn muốn tự làm nail tại nhà rồi đúng không? Thế nên là các bạn check lại cái video đó để xem là chúng mình cần phải mua những gì cho công cuộc làm móng nha các bạn. Ok, vậy là chúng mình đã có cái form móng dài dài như này rồi nha. Bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục đến với công đoạn sơn màu. Đầu tiên là với sơn base này. Sơn base của hãng này thì có hai loại nha các bạn. Một cái loại là sơn base bình thường, tức là màu nó trong suốt á. Còn một loại nữa thì là base có màu, tức là khi mà chúng mình tháo cái móng tay ra mà không muốn cái móng tay nó bị trông quá xấu, cũng như là khi mà tháo móng ra thì móng sẽ rất là mỏng và yếu đúng không? Thì chúng mình có thể sử dụng cái sơn base mà có màu này, nó có một cái chút màu kiểu transparent rất là nhẹ thôi. Nó là một cái màu hơi hồng, hơi đào đào một tí. Thì chúng mình có thể bôi cái lớp này lên, nó vừa thay thế là base cũng vừa thay thế là top coat luôn. Thế nên là nó có thể bảo vệ được móng luôn. Thế nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ sử dụng cái sơn base truyền thống nha các bạn. Mình sẽ cho vào máy hơ khoảng tầm 1 phút. Ngày hôm nay thì mình muốn cái sử dụng tông màu nó hơi unicorn một tí, thì mình sẽ lấy những cái màu như là màu xanh nè, màu xanh đâu nhỉ? Nhiều màu quá, không biết chỗ nào rồi. Mình sẽ lấy màu tím này, màu hồng này, một chút màu xanh này, và tất nhiên sẽ có cả màu vàng nữa. Ôi, nhầm, màu vàng đây. Đấy, lấy cả màu vàng nữa. Thì chúng mình sẽ có 4 màu trên móng tay. Và mình muốn là làm cho những cái màu này nó loang loang ra ấy, thì đầu tiên mình sẽ phải phủ thêm một cái lớp base lên trên móng tay nữa. Và cái lớp base này thì chúng mình sẽ không hơ nha các bạn. Các bạn sẽ thấy là tay mình hơi run ý, bởi vì mình bị bệnh tay run nữa các bạn, chứ không phải là bởi vì mình hồi hộp đâu. Mỗi màu chúng mình giải ở một góc nha các bạn, không nhất thiết là nó phải đều hay là phải đẹp hay là phải chuẩn chỉ đâu. Cứ giải linh tinh đi thì cái màu nó sẽ có cái độ loang loang các bạn. Sau đó hãy dùng một cái cọ như thế này nha các bạn, cái cọ đầu rất là nhỏ này. Và chúng mình bắt đầu di chuyển lan chúng nó ra cho nó hòa với nhau một tí. Không nhất thiết phải blend kiểu nhuần nhuyễn như kiểu gradient hay là blend phần mắt đâu, mà kiểu cho nó trộn trộn với nhau một tí là được rồi.
Rồi, rồi chúng mình cho vào máy hơ. Khi mà chúng mình làm cái móng mà nó loang loang dựa trên cái gel mà chúng mình chưa hơ ấy, thì nó sẽ có một cái trường hợp, đấy chính là nếu như mà chúng mình làm chậm quá thì cái gel nó sẽ bị tràn ra hai bên móng, đúng không? Vì vậy thì nếu như những bạn nào mà chúng mình chưa kiểu chuyên nghiệp lắm hay là chưa thành thạo lắm với cái kiểu làm như thế này, thì tốt nhất là chúng mình nên làm từng ngón một, sau đó hơ từng ngón một thì nó sẽ đỡ bị tràn gel hơn. Còn nếu như bạn nào mà đã quen tay rồi hay là chuyên nghiệp rồi thì chúng mình cứ làm hết từng đấy ngón xong rồi chúng mình cho vào máy hơ nha các bạn, thì nó sẽ tiết kiệm thời gian hơn á. Nhìn chăm chú vào cái máy mà cái móng tay một lúc thôi mà cảm thấy cay cả mắt các bạn ạ. Chảy cái nước mắt này. Quay đánh nó mà khóc chứ. Ok, sau khi mà chúng mình làm loang cái màu xong thì các bạn sẽ thấy là cái màu loang nó không được đều, đúng không? Thì kệ chúng nó nha các bạn, không cần thiết là phải đều. Với cả là lát nữa thì chúng mình cũng sẽ phủ một cái lớp màu kiểu như là sơn nhũ lên để cho nó có độ lấp lánh ý. Thì nó không cần thiết phải đều đâu các bạn nha. Tiếp theo thì chúng mình sẽ tìm đến một cái màu sơn mà nó có một cái độ nhũ nhũ, lấp lánh, tưng bừng. Mấy cái màu nhũ ở cái brand này đẹp dã man luôn ý các bạn. Đẹp kinh khủng luôn, màu nào nhịn xinh luôn. Xong rồi chúng mình sẽ sơn phủ hết lên trên cái màu móng tay của chúng mình vừa loang. Đừng phủ quá đặc nha các bạn, phủ nhẹ nhẹ thôi để cho có thể nhìn thấy được cái màu loang ở dưới nữa. Mấy cái màu loang ở dưới chúng mình chỉ dùng một nước thôi, thế nên là màu nó sẽ rất là nhẹ. Mà chúng mình dùng nhiều nhũ quá thì nó sẽ che mất hết màu. Không đẹp. Rồi, chúng mình lại cho tiếp vào máy hơ. Tiếp theo thì chúng mình sẽ sử dụng đến một cái dạng vẩy nhũ vàng như thế này. Cái vẩy nhũ vàng này nó có hai loại nha các bạn. Một cái loại là nó sẽ hơi nhăn nhăn và nó hơi lì lì á, cảm giác nó hơi lì lì á. Còn một cái loại thì nó sẽ sáng bóng lên. Và với cái kiểu móng này thì cái màu nó hơi dễ thương ấy, thì các bạn nên tìm một cái loại sáng bóng như thế này nha. Và cái nhũ vàng này này thì mình thấy là những bạn nào mà yêu thích cái kiểu sáng tạo, những kiểu nail kỳ kỳ lạ lạ ấy, thì chúng mình nên có cái nhũ vàng như thế này để cấp cứu. Bởi vì theo như mình thấy nhá, quan điểm của mình ấy, thì bất kỳ những cái mẫu nail nào mình làm hỏng nha các bạn, thì mình chỉ cần ốp cái nhũ vàng này lên thôi là chắc chắn cái móng đấy nó sẽ đẹp các bạn ạ. Thế nên là nó là một cái sản phẩm để có thể cấp cứu những cái mẫu nail mà bị fail của chúng mình đó các bạn. Thế là cái mẫu này nó không fail, nhưng mà cứ có cái này vào cho nó xinh nha các bạn. Nó sẽ rất là lấp lánh. Và các bạn sẽ để ý là những cái chỗ nào mà chúng mình blend màu nó không được nhuyễn, không được đẹp ấy, thì chúng mình dán cái nhũ vàng vào. Đấy, thì nó sẽ tự nhiên nó đẹp các bạn. Nó sẽ che hết những khuyết điểm mà trông cái móng tay nó rất là lấp lánh. Tiếp theo thì chúng mình sẽ đến với một cái tiết mục hấp dẫn, rất là hấp dẫn, để chính là đính phụ kiện. Ôi, mình thích đính phụ kiện lắm các bạn. Đánh đính cái phụ kiện lên nhá là nhìn cái móng tay nó lên thần thái hơn hẳn luôn. Nào, chúng mình sẽ đến với một cái loại phụ kiện mà mình mua từ cái thời Napoleon cởi chuồng đến bây giờ mà có cơ hội để dùng các bạn ạ. Mấy cái vẩy vàng mà nó kiểu nó hạt là kiểu nó lấp lánh ấy các bạn. Không phải cái hạt nó lấp lánh mà là nó tạo hình lấp lánh, không tả cái gì luôn á. Đại khái nhìn nhá. Đấy, không biết tả luôn, thôi khó quá, bỏ qua đi. Làm nào để lấy cái này ra nhờ anh em ơi. Thật sự là mua nhưng mà chưa dùng lần nào á các bạn. Nên là nó vẫn còn trong nguyên cái niêm phong này. Chúng mình sẽ lấy cái sơn base nhá. Và chúng mình tìm những cái vị trí nào mà chúng mình muốn đính cái hạt này lên trên cái ngón tay của chúng mình, thì chúng mình chét cái sơn base vào. Cái sơn base này thì nó có cái độ kết dính nha các bạn. Đặt nó lên trên. Wow, tuyệt vời. Xỉnh quá. Dán được cái ngón nào rồi thì chúng mình cho vào máy hơ ngón đó, để cho cái trường hợp là khi mà chúng mình di chuyển tay như này thì cái sơn gel nó làm trôi mất cái hạt lấp lánh của chúng mình đi, nó không vào cái vị trí mà chúng mình muốn nữa. Thế là phải hơ luôn nha. Bạn nào ngón tay nhỏ thì chúng mình đính một cái thôi, thế nhưng mà ngón tay mình nó dài và cái móng tay mình nó cũng dài, mình đính hẳn hai cái. Đấy, với cả nhà cũng điều kiện nữa các bạn ạ. Chả có cái gì ngoài phụ kiện nail, thế nên là có gì đính hết. Nói ra cái mẫu nail này làm rất là nhanh luôn ấy các bạn, dễ cực kỳ luôn. Và xong cái bước này thì mình sẽ đính thêm một cái phụ kiện nữa là xong rồi đấy. Dễ lắm, nhưng mà rất là đẹp, thật sự rất đẹp, rất là xinh luôn ấy. Mặc dù đã hứa với các bạn là sẽ up rất là nhiều cái IGTV để hướng dẫn làm nail ở trên Insta của mình đúng không? Thế nhưng mà mình cứ hay bị cái thói quen là khi mà mình làm nails ấy, là cái đầu óc mình nó kiểu bay khắp phương trời ấy các bạn. Tức là nó không tập trung vào cái việc mà mình đang làm nails, hay là mình tập trung vào việc mình suy nghĩ một cái gì đó, mà kiểu đầu nó cứ thẩn thơ, nó cứ vẩn vơ, nó cứ lang thang khắp phương trời ấy. Thế nên là nhiều lúc quên ấy, cứ làm xong rồi thì mình nhớ ra là à chết rồi, quên mất chưa làm IGTV cho các bạn xem. Là lâu lắm rồi chưa có cái IGTV làm nails rồi đúng không? Nhưng mà mình hứa là mình sẽ chăm làm IGTV trong khoảng thời gian sắp tới. Bởi vì là bây giờ dịch bệnh ở bên này nó lại toang rồi các bạn ạ. Lại chẳng có khách nữa rồi mà dịch bệnh ở bên này buồn cười lắm. Cứ toang lên toang xuống ấy. Thế là cứ hôm nào mà đi làm mà có khách được ổn ổn tầm 1 tuần, 2 tuần là 2 tuần sau nó lại toang. Thế là lại rảnh. Rảnh thì chả biết làm gì ấy. Chắc là mình nghĩ là mình sẽ quay IGTV cho các bạn xem nhỉ. Mình hôm nào phải thay cái máy này các bạn ạ. Bây giờ người ta có cái máy mới nó xịn á.
thò tay một cái nó sáng đèn luôn á. Cái máy này của mình từ thời Napoleon cởi chuồng rồi, bây giờ mình vẫn còn phải bấm các bạn ạ. Thò tay vào nó bấm, nó chỉ được 30 giây thôi, chứ nó không được như là 1 phút hay là 2 phút giống như cái máy mới. Là phải thay cái máy mới mới được. Nào để tiếp theo thì mình sẽ sử dụng thêm một lớp base nữa để có thể che phủ được những cái hạt vàng này của chúng mình. Bởi vì cái hạt này nó là mạ vàng chứ nó không phải là vàng thật, và nó cũng không phải là cái chất liệu gì nó quá tốt. Thế nên là nếu như mà trong khoảng thời gian sử dụng mà chúng mình không cover nó lại bằng những cái chất gel ấy thì nó sẽ rất là dễ bị bạc màu cũng như nó sẽ bị bong. Thế nên là sẽ phải cover nha các bạn. Full coverage luôn nha các bạn. Với cả là khi mà chúng mình đính những cái hạt này lên ấy thì nó sẽ tạo cảm giác là hơi bị gồ ghề cho cái móng tay. Và mặc quần áo gì nó cũng rất là dễ bị xước. Thế nên là cứ phải che vào cho nó chắc ăn các bạn nha. Các bạn có để ý là ngày hôm nay mình đã dùng tay trái để làm cho tay phải không? Bởi vì là trong một cái video làm móng trước nào đó của mình ấy thì mình có thấy mấy bạn thách mình, em thách chị có thể dùng tay trái để làm cho tay phải được. Đấy, thì ngày hôm nay dùng tay trái để làm cho tay phải nhá. Rất là dễ, rất là đơn giản với mình các bạn biết sao không? Bởi vì mình thuận cả hai tay, leo leo. Thực ra thì cái việc mà sử dụng thuận cả hai tay nó không phải là tự nhiên, mà đấy là do cái quá trình luyện tập. Và mình nghĩ là ai cũng có thể luyện tập được cái phương pháp để có thể thuận được cả hai tay thôi. Khi mà mình vừa mới đẻ ra thì mình là thuận tay trái, tất cả mọi thứ mình cầm nắm đều bằng tay trái hết. Thế nhưng mà sau một khoảng thời gian khi mà lớn ấy thì mình nhận thấy rằng là có quá nhiều thứ bất tiện đối với những người thuận tay trái. Đặc biệt là có những cái thứ mà mình cảm thấy là người ta chỉ sản xuất ra cho những người dùng tay phải thôi các bạn, rất là tức nhá. Ví dụ như là những cái nắm cửa này, hay là có những cái kéo mà cầm tay phải thì nó sẽ thuận mà cầm tay trái nó sẽ bị ngược các bạn, rất là khó để cắt. Thế nên là mình sẽ phải tập luyện cái cách là dùng cả hai tay. Bất kỳ những cái nào mà cầm tay trái khó quá mình sẽ chuyển sang tay phải. Thế nên là có thể nói là mình thuận cả hai tay và việc gì mình cũng có thể làm được bằng hai tay cả. Và như các bạn thấy thì là cái style này nó đang hơi nghiêng sang cái style của Hàn Quốc một tí đúng không? Cái kiểu màu nó trong trong, màu nó nhẹ nhẹ, xong rồi những cái hạt nhũ hay là những cái phụ kiện thì nó cũng kiểu lấp lánh thì nó có hơi hướng Hàn Quốc một tí. Nếu như bạn nào thích cái style Hàn Quốc ấy, chúng mình có thể dừng ở đây được rồi. Thế nhưng mà chỉ cần thêm một cái phụ kiện nữa thôi là các bạn sẽ thấy nó rất là Trung Quốc luôn. Đấy chính là charm các bạn ạ. Dạo này mình rất là mê charm ấy các bạn. Các bạn có thể thấy là trên cái page nail của mình ấy, dạo này có rất là nhiều những bộ móng mà mình đến những cái charm mà nó rất là dài và nó rất là vướng víu đúng không? Dạo này đang mê đấy các bạn. Thì ngày hôm nay chúng mình sẽ có một cái charm. Mình mua cái này từ Taobao các bạn ạ. Siêu xinh luôn. Trời ơi, dễ thương không? Nó như là một cái khuyên tai luôn ý. Trên này có một cái hạt trân châu này các bạn. Xinh tuyệt vời. Mình sẽ bôi hết top coat cho những cái ngón mà chúng mình không đính charm để cho nó được bớt cái dính đi, cái độ dính của cái lớp base đi, thì nó sẽ sạch sẽ hơn khi mà chúng mình đính cái charm này nó không bị lem nhem nha. Mình rất là kết cái top coat của hãng này nha các bạn. Đây là cái top coat mà mình thấy là nó sáng nhất và nó bóng nhất từ trước đến giờ mà mình từng sử dụng luôn ấy. Nó bóng lắm, nó làm cho cái màu nó bóng mà nó bóng lâu. Đẹp cực kỳ. Màu nào cũng xinh các bạn ạ. Tuy là cái màu sơn này khi mà các bạn dùng thử thì các bạn sẽ thấy là cái chất sơn nó hơi đặc ấy. Thế nhưng mà cái màu của nó lại rất là trong các bạn ạ. Mình không hiểu người ta làm cái kết cấu kiểu gì nhá. Mà cái kiểu chất sơn thì nó rất là đặc. Bình thường những cái chất sơn đặc thì cái màu nó cũng sẽ rất là đặc đúng không? Thế nhưng mà cái màu nó trong dã man luôn, màu nào cũng trong luôn ấy. Đẹp lắm, đúng kiểu style của Hàn Quốc luôn. Mình đã nhắc điều này với các bạn là rất là nhiều lần rồi đúng không? Là top coat chúng mình phải cho vào máy hơ khoảng tầm 2 phút nha các bạn. Đừng vội mà rút tay ra thì càng để lâu ấy thì cái top coat nó sẽ càng chín. Gọi chín thì nó hơi kỳ nhưng mà nó kiểu chín chín đó các bạn, thì nó sẽ bóng lâu hơn. Thì nó sẽ càng bóng hơn nữa, thế cứ để trong này khoảng 2 phút, không đi đâu mà vội nhá. Làm móng không vội đâu các bạn ạ, đừng vội. Thật sự là làm móng tay nó là một cái thú vui rất là thi vị, một thú vui đắt tiền thi vị. Tại sao mà các bạn biết đắt tiền không? Bởi vì mình nhớ là trong tầm hơn một tháng trước, hai tháng trước mình có mua một ít phụ kiện thôi, nó chỉ một rúm như thế thôi các bạn ạ. Khi mà lôi ra nhá, nó chỉ có một rúm như thế này thôi. Mà cái chỗ đấy của mình hết hình như là 5 triệu đó các bạn. 5 triệu tiền phụ kiện làm nail đắt dã man luôn. Thế nên mình gọi làm móng nó là một cái thú vui đắt tiền nhưng mà rất là thi vị. Không thi vị nhưng mà đắt tiền. Làm miếng trà sữa anh em. Trân châu trắng. Mình thích ăn chân châu trắng hơn là ăn chân châu đen các bạn. Kiểu nó giòn giòn, dai dai, nó sật sật, ăn ngon hơn. Ngày nào mà mình quay video ở nhà nhá là mình sẽ có được một cái cốc trà sữa tình thương của má chồng các bạn ạ. Để ở trước cửa. Biết mình đang quay video mà nên là không muốn vào để làm phiền. Để ở trước cửa xong nhắn tin là có trà sữa để ở cửa. Ôi, phước 70 đời. Nào bây giờ chú Bình sẽ cùng đến với cái lớp là đính phụ kiện. Đính phụ kiện thì cái này nó sẽ hơi khó một tí bởi vì cái hạt nó rất là tròn á. Và nó trơn. Thế nên là chúng mình sẽ cần đến keo. Keo nha các bạn, đính bằng keo chứ không đính bằng base được. Có đính bằng base được không nhỉ? Mình thử đính bằng base trước đi. Base không được thì chúng mình sẽ thử sang keo. Thế rồi không dính anh em ạ. Thế rồi làm nào để đính được cái hạt trân châu này bây giờ nhỉ? Mình nghĩ là mình sẽ mài một chút, xong rồi mình sẽ cho một chút keo lên và mình sẽ đặt nó lên. Xong rồi mình thổi, mình chờ thôi khi nào nó khô thôi các bạn ạ. Thật sự là lần nào mà mình làm móng mà mình cứ phải đính mấy cái charm này nhá,
là mình căng thẳng lắm luôn đấy các bạn, căng thẳng cực kỳ luôn. Vì các bạn biết sao không, đính nó khó cực. Đấy, rơi rồi. Thôi làm nào đính nó bây giờ. Ô tô kê. Không dính các bạn ạ. Chết rồi, toang rồi. Chết rồi, cái này mà nó không dính thì là fail luôn cả bộ móng của mình rồi còn đâu nữa. Bắt buộc phải dính được nhá. Mày phải dính được nhá. Bắt buộc phải dính được đấy. Không trêu nhau thế đâu. Làm móng để cho nó bớt căng thẳng mà cuối cùng lại căng thẳng hơn các bạn ạ. Chết giờ. Chết rồi, hơi lệch anh em ạ. Dính được nhưng mà hơi lệch một tí này. Nhưng mà thôi đi, thế cũng được mà. Cũng chả phát hiện ra đâu nhỉ. Không phát hiện ra đâu đúng không? Ok, sau khi đã dính rồi thì để cho nó có thể chắc hơn nhá, thì đây chúng mình sẽ phủ hết cái lớp base coat vào phần chân của cái hạt trân châu này với cái móng tay của mình để cho nó tạo một cái lớp kết dính chắc hơn, bền chặt hơn. Bởi vì mấy cái hạt mà nó cứ nhô nhô lên như này á là nó rất là dễ bong. Đúng là cứ phải phủ kín vào các bạn ạ, không là bong á, xót lắm. Mấy bạn hỏi mình là mình hay làm mấy cái kiểu móng tay mà nó có nhiều charm xong rồi nó kiểu lủng lẳng ở trên tay ấy, thì các bạn hỏi mình là làm thế nó có tiện hay không, tức là làm những cái công việc khác nó có tiện hay không ấy. Thì thực ra thì ngoài cái việc như là tắm giặt gội đầu, mặc quần áo hay là móc mũi hay là đi vệ sinh, ăn uống, ngoài những cái việc đấy nó không tiện thôi, còn nó tất cả mọi thứ đều tiện nha các bạn. Thật ra nó không tiện một cái việc nào hết luôn ấy. Nó cực kỳ khó chịu luôn và nó cực kỳ vướng luôn ấy. Đặc biệt là với cái bộ móng. Đây cái bộ móng này, cái bộ mà có cái hình chữ Tuta tên mình á. Mình thề với các bạn, mình để cái bộ móng nước đấy được 3 ngày mình không thể chịu nữa, mình phải tháo ra. Nó quá là vướng. Mình ngồi xuống cái thảm để mình nhặt cái tóc rơi của mình, nó cũng mắc vào cái thảm. Mình mặc quần áo hay nó cũng mắc vào quần áo. Mình vuốt tóc này nó cũng mắc vào tóc luôn. Thế là 3 ngày maximum không thể chịu thêm được nữa, phải tháo cái bộ móng ra. Quá vướng luôn ấy, thật sự là nó đẹp, nó rất đẹp nhưng mà nó rất là vướng các bạn ạ. Đấy, thế nên là mình cũng nói thật với các bạn luôn là nó vướng nhá. Bạn nào mà muốn đẹp ấy nhưng mà có thể chấp nhận được cái sự vướng ấy thì chúng mình hẵng nghĩ đến những cái bộ móng tay mà chúng mình đính charm nhá. Còn nếu không thì chúng mình có thể tìm đến những cái mẫu charm khác mà nó chỉ ở trên ngón tay thôi chứ nó không lủng lẳng và nó gọn gọn cho ngón tay ấy, thì ok. Tuyệt vời mà rời luôn. Trời ơi, cứng cáp ở trên ngón tay luôn, xinh quá. Giờ thì chúng mình sẽ hoàn thành đến cái bước cuối cùng, chính là bôi top coat. Chúng mình bôi lên trên cả cái phần cái hạt trân châu ấy nữa nha các bạn. Bởi vì cái hạt này khi mà nãy mà mình có đính keo á thì dịch keo nó hơi dính rất đây một tí rồi. Thế là bôi vào đây một tí để cho nó sáng cái hạt trân châu của chúng mình lên. Rồi cho vào máy hơ là xong. Mình có một tip nữa dành cho những bạn nào mà thích đính những cái charm dài như thế này ở trên móng tay nhá. Thì chúng mình hãy đính nó ở phần dưới ngón tay này. Khi mà mình dựng lên thì nó sẽ rủ xuống đây. Thứ nhất là làm cho cái form móng cũng như là cái móng tay của mình nhìn nó đẹp hơn. Và thứ hai là khi mà chúng mình làm việc ý, thì nó không bị ở trên cái phần đầu ngón tay thì nó sẽ bị vướng. Thực ra thì đã dính cái này lên ý, là chắc chắn là nó sẽ vướng rồi. Nhưng mà khi mà dính ở phần dưới thì nó sẽ đỡ vướng hơn là mình dính ở trên cái phần đầu móng nha. Các bạn nghe tiếng không? Nó không những đẹp mà nó còn vui tai nữa nha các bạn. Wow. Ok, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhìn ngắm lại thành quả của mình nhá. Nếu các bạn nhìn thấy ở trên cam mà vẫn chưa thấy rõ lắm về cái bộ móng tay này thì mình sẽ chèn cái hình ảnh ra đây, cũng như là các bạn có thể vào cái Insta dành cho nail của mình để các bạn có thể nhìn cái bộ móng này rõ hơn nhá. Thì đây, wow, thành quả của chúng mình ngày hôm nay. So đẹp, so vui tai. Yeah. Thực ra thì mình thấy cái bộ móng tay này nó rất là dễ, ai cũng có thể làm được thôi. Vì những cách làm ý thì nó rất là đơn giản, nó không cầu kỳ nhiều cái technique cũng như là nhiều cái kỹ thuật cho lắm. Thế nên là hy vọng rằng là sau cái video này chúng mình có thể cùng nhau làm những bộ móng xinh xinh như thế này. À, vui tai quá. Yeah, mình rất là thích những tiếng charm nó kêu như này các bạn ạ. Ok, và cũng hy vọng là video này sẽ mang lại những giờ phút vui vẻ cho các bạn, cũng như là giúp ích cho các bạn thêm một số những cái ý tưởng cho cái bộ nail sắp tới của chúng mình. Và cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hãy nhớ ấn like cho video này, ấn sub cho kênh của mình, ấn nút chuông bên cạnh nhận thông báo mỗi khi mình ra video mới, và vào cái Insta để follow nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye. À, bye.